Xin đồng nhiệt chào mừng tất cả quý vị khán giả chúng ta hãy trở lại sân thi đấu của Nhân Hóa khu phố 6, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long để theo dõi diễn biến của trận bán kết 2 giữa câu bộ FC Vui Vẻ và câu bộ Hoành Bồ các bạn ạ. Hoành Bồ là đội nhất ở bảng B, còn FC Vui Vẻ là đội nhì ở bảng A. Vâng, vậy là trận thi đấu chính thức đã bắt đầu rồi. Điểm số 1 đều cho anh trai đến từ FC Vui Vẻ. Trọng tài lật điểm 1 đều ông tài ơi. Còn trọng tài bàn mãi nói chuyện không chịu lật điểm số bạn ạ. Vâng, điểm số tiếp theo trong trai đến từ FC Vui Vẻ 2-1. Hữu Hà người phô bóng. Đội hình ra quân của trai bên phía đội FC Vui Vẻ ra quân trong trận đấu đầu tiên của trận bán kết 2 này. Đã gồm có tắt này. Vâng, đội hình ra quân của trai bên phía đội FC Vui Vẻ ra quân trong trận đấu nhất của trận bán kết 2 này gồm có Đỗ Đạt, Đăng Khoa, Đức Thành, Hữu Hà và Phạm Hoàng. Còn đội hình ra quân của trai bên phía đội Hành Bồ hiện tại tôi mới biết Nguyễn Kiệt các bạn nhé. Còn trai còn lại là tôi chưa nhớ tên các bạn ạ. Rất mong các anh chị và các bạn thông cảm. Ôi, rất đáng tiếc, gọi là trọng tài bắt lỗi dính bóng của trai bên phía đội FC Vẻ các bạn ạ. Điểm 3-2 cho Hành Bồ. Phạm Hoàng, tình huống xử lý bóng vừa rồi là của Phạm Hoàng. Chưa thành công. Pha xử lý bóng rồi Nguyễn Kiệt, một tình huống kết thúc quá tốt của Nguyễn Kiệt các bạn. Nguyễn Kiệt đã giành điểm số cho anh trai bên phía đội Hành Bồ. Vâng, 4-3 cho Hành Bồ. Rồi 4-2. Vâng, pha ghi điểm của các trai FC Vẻ các bạn ạ. 3-4. Thôi nâng nâng cái này. Đúng một tốt cơ hòa rồi. Rồi một pha chuyền hai hơi lỗi của Phạm Hoàng các bạn ạ. Lỗi cái chuyền hai đã khiến cho Đăng Khoa xử lý bóng không thành công, một điểm cho điểm số cho anh trai đến từ Hành Bồ 5-3. Vâng, một điểm số được ghi cho anh trai đến từ Hành Bồ. 6-3 rồi. Ngay sau tình huống bóng rồi thì anh trai bên phía đội FC Vui Vẻ đã xin dừng hội ý 30 giây. Vâng, vậy hết 3 giây hội ý, hai đội sẽ trở lại sân để tiếp tục thi đấu các bạn. Đăng Khoa. Rất đáng tiếc, tình huống xử lý của Đăng Khoa đã ra ngoài các bạn ạ. Điểm cho anh trai bên phía đội Hoành Bồ 7-3. Và hình thức thi đấu trong mỗi trận đấu là đánh chạm 15 các bạn nhé. Điểm số hiện tại đã là 7-3 cho anh trai bên phía đội Hoành Bồ rồi. Và đánh như này thì quá khó cho FC Vẻ các bạn ạ. Bóng vẫn còn. Đăng Khoa, pha ghi điểm của Đăng Khoa trong trai bên phía FC Vui Vẻ. Vâng, vậy là 4-7 cho FC Vui Vẻ các bạn ạ. Khoảng cách giữa đội đang là 3 điểm số. Rồi, thời tiết trời bây giờ đã sẩm tối các bạn ơi. Bám chắn không thành công rồi, tình huống bám chắn ra ngoài và điểm cho anh trai bên phía đội Hoành Bồ 4-8. Ai đây? Phạm Hoàng.
Nguyễn Kiệt và phòng tốt Phong Hoàng, không được rồi. Tình huống phòng thủ đã không thành công, một điểm cho anh trai bên phía đội Hoành Bồ, 9-4 rồi, khoảng cách hai đội đã là 5 điểm số. Đóng qua, không được rồi, và bóng chắn quá tốt của Hoàng Chắn bên phía đội Hoành Bồ. Vậy là đã điểm số 14 cho anh trai bên phía đội FC cho Hoành Bồ các bạn ạ. Sau tình huống bóng rồi thì FC vui vẻ xin dừng ý 30 giây. Khoảng cách giữa đội là sót điểm số. Vâng, vậy là căng trai bên phía đội FC vẻ nó có sự thay đổi về nhân sự các bạn ạ. Vịt con sẽ vào sân để thay cho Đỗ Đạt. Trong phút vừa qua thì căng trai bên phía đội FC vẻ thi đấu không được tốt. Đúng một tốt của Đức Thành. Và xử lý bóng vừa rồi của Phạm Hoàng, chưa thành công. Đăng Khoa. Vâng, pha cứu bóng quá tốt của con trai bên phía đội Hoành Bồ bạn ạ. Bóng như vậy mà chưa rơi xuân. Bóng vẫn còn. Và phòng thủ tốt của Đức Thành. Nguyễn Kiệt. Bóng chắn tốt, bóng vẫn còn. Bóng chưa thể rơi xuân các bạn ạ. Bóng ngọt chắn rồi. Pha kết thúc tốt của Phạm Hoàng. Vâng, điểm cho anh trai đến từ FC về 5-10. Vâng, khoảng cách rồi hai đội đang là 5 điểm số. Bóng chắn tốt. Vâng, bóng vẫn còn các bạn. Vẫn là cơ hội cho FC về Phạm Hoàng. Rất đáng tiếc tình huống vừa rồi bóng ở ngoài sân. Và điểm cho anh trai đến từ Hoành Bồ. 11-5. Đội một tốt của Đăng Khoa rồi. Hữu Hà pha xử lý bóng tốt cho Hữu Hà. Và Hữu Hà đã giành điểm số cho anh trai đến từ FC vẻ 6-1. Và phòng tốt của Hữu Hà. Tình huống xử lý bóng người của Đăng Khoa. Cơ hội cho Hoành Bồ. Bóng ngoài sân rồi. Và kết thúc ra ngoài của Nguyễn Kiệt. Vâng, điểm cho anh trai đến từ FC vẻ 71. Vâng, khoảng cách giữa đội là 4 điểm số rồi. Các anh trai bên phía đội FC vui vẻ đang thu hẹp dần về điểm số các bạn ạ. Vâng, trận đấu này tiếp tục các bạn ơi. Nguyễn Kiệt và bóng chắn tốt của Vịt Con. Bóng chắn tốt rồi, tình huống bóng chắn thành công của Đức Thành. Vâng, Đức Thành đã mang điểm số 81 trong trai bên phía đội FC vẻ. Vâng, khoảng cách giữa đội là 3 điểm số rồi. Bóng Hiền, cơ hội tổ chức phản công cho vui vẻ. Phạm Hoàng chưa thành công. Tình huống xử lý bóng vừa rồi của Nghiêm Kiệt. Đăng Khoa rồi đã có lỗi chạm lưới của anh trai bên phía đội
Hoành Bồ các bạn, điểm cho vui vẻ. 9-11 rồi. Khoảng cách chỉ là 2 điểm số rồi. Rất đáng tiếc. Tình huống phân bóng ra ngoài của Phạm Hoàng các bạn ạ. Quá đáng tiếc cho anh trai bên phía đội vui vẻ. Mọi tình những trận đấu quan trọng này chúng ta phải hạn chế tối đa những pha bắn bóng hỏng. Những tình huống phân bóng hỏng này không khác gì lấy súng tự bắn vào chân mình vậy. Vâng, điểm cho anh trai đến từ Hoành Bồ 12-9 rồi. Còn cái giữa hai đội lại là 3 điểm số. Còn một tốt qua Phạm Hoàng. Hữu Hà. Bóng vẫn còn. Còn trai bên phía đội Hoành Bồ phòng thủ quá chắc chắn. Được một tốt Phạm Hoàng. Ai đây? Đăng Khoa. Vẫn chưa thành công. Vâng, tình huống xử lý bóng không thành công. Còn trai bên phía đội Hoành Bồ điểm cho vui vẻ. 10-12. Còn cái giữa đội là 2 điểm số mà thôi. Vịt con người phát bóng. Phạm Hoàng. Vâng, trọng tài xác định lỗi chạm lưới của hàng chắn bên phía đội Hoành Bồ. Điểm cho vui vẻ 11-12. Khoảng cách giữa đội là 1 điểm số rồi. 1 điểm số rồi các bạn ạ. Trọng tài biên này, trọng tài biên này. Trọng tài biên này, em nuôi anh nhờ thì em quay cái góc quay này nó vào. Nguyễn Kiệt, bóng chắn qua tốt của Hữu Hà. Vâng, pha đối đầu trực tiếp giữa Nguyễn Kiệt và Hữu Hà các bạn ạ. Phần thắng đã thuộc về Hữu Hà sau pha bóng chắn thành công. Vâng, Hữu Hà đã mang được số 12 đều cho anh trai đến từ FC Vũ Hồng Bí rồi. Quá tuyệt vời. Vâng, thay đổi người về nhân sự cũng như chiến thuật thì tung vịt con vào sân đã tạo nên sự khác biệt các bạn ạ. Điểm số đã trở về thân bằng 12 đều. Vâng, trận phút qua thì con trai bên phía đội vui vẻ đã thi đấu tốt. Vâng, Việt Quan là một cầu thủ sở hữu chiều cao không quá lý tưởng với bộ môn bóng chuyền hơi, nhưng những phút vừa qua khi Việt Quan được tung vào sân thì đã thi đấu ấn tượng các bạn ạ. Đã mang về điểm số rất quan trọng cho anh trai đến từ FC Vũ Hồng Bí. Một pha bỏ chắn rồi, quá đáng tiếc của vui vẻ và điểm cho điểm số cho anh trai đến từ Hoành Bồ 13-12. Ai đây? Phạm Hoàng phá chắn thành công. Tình huống phá chắn uy lực thành công của Phạm Hoàng. Điểm số lại trở về thân bằng 13 đều. Quá tuyệt vời. Vâng, hai đội đang chơi miếng trả miếng quá tốt các bạn. Ngang tài ngang sức mà thôi. Nguyễn Kiệt và phòng tốt của Hữu Hà. Vẫn là cơ hội phản công cho Hoành Bồ. Ai đây? Nguyễn Kiệt bóng chắn tốt, bóng vẫn còn, vẫn là cơ hội cho vui vẻ. Đăng Khoa, bóng trong sân rồi, bóng trong sân. Ôi trời ơi, trời ơi, trọng tài biên xác định bóng ngoài sân thì có bóng rồi các bạn ạ. Quá đáng tiếc cho anh trai bên phía đội FC vẻ. Vâng, vâng, vậy là quyết định cuối cùng ở trọng tài đã đưa ra. Vâng, quyết định cuối cùng trọng tài ra là vừa rồi là điểm cho anh trai bên phía đội Hoành Bồ các bạn ạ. 14-13. Vâng, đã sự tranh cãi của các cầu thủ đến quyết định của trọng tài các bạn ạ. Trận đấu đang gián đoạn ít phút các bạn nhé. Trận đấu vẫn chưa thể bắt tiếp tục được.
Vâng, thời tiết bây giờ đã mờ tối các bạn ạ. Ít phút nữa thôi thì đèn điện mà không đủ sáng thì rất khó có thể thi đấu tiếp được. Rồi, trận đấu đang gian đoạn đi phút các bạn ạ. Trận đấu chưa thể tiếp tục được. Đây là trận bán kết 2 của các bạn nhá. Trận bán kết 2 của giải đấu bóng trên hơi Tranh Cup TT Sport mở rộng lần thứ nhất năm 2024. Giải đấu được tổ chức tại nhà văn hóa khu phố 6, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Vâng, vậy là trận đấu lại tiếp tục. Cơ hội cho vui vẻ. Vâng, vậy là kết thúc trận đấu rồi. Tình huống kết thúc tốt của Nguyễn Kiệt các bạn ạ. Vậy là kết thúc trận đấu đầu tiên của trận bán kết 2 này. Thì con trai bên phía đội Hoành Bồ đã vượt qua con trai bên phía đội FC Vui Vẻ với số là 15-13. Và hai đội sẽ tạm nghỉ phút để chuẩn bị đánh trận đấu thứ hai. Vâng, vậy là trận đấu thứ hai đã chính thức bắt đầu các bạn ạ. Trong trận đấu thứ hai thì con trai bên phía đội FC Vui Vẻ là bên phía xa mình các bạn, và quân trang phục là áo xanh quần đen. Con trai bên phía đội Hành Bồ là bên phía gần mình các bạn. Một tình huống kết thúc ra ngoài của Nguyễn Kiệt. Vâng, điểm số cho con trai bên phía đội FC Vui Vẻ 1-0. Vâng, điểm số đầu tiên trong trận đấu thứ hai này đã thuộc về FC Vui Vẻ. Bóng chắn tốt, tình huống bóng chắn thành công của Việt Con và Phạm Hoàng các bạn ạ. Và điểm cho anh trai bên phía đội Vui Vẻ 2-0. Và pha bóng vừa rồi là của Việt Quang. Tình huống kết thúc tốt rồi là của Nguyễn Kiệt rồi. Vâng, Nguyễn Kiệt đã giành điểm số 1-2 cho anh trai đến từ Hoành Bồ. Vâng, Nguyễn Kiệt là chàng trai rất sắc các bạn nhé. Đúng một tốt của Việt Quang. Ồ, một pha bước một đã sang lưới mất rồi. Tình huống xử lý tốt của Nguyễn Kiệt để giành điểm số cho Hoành Bồ 2-2 các bạn ạ. Ai đây? Pha xử lý vừa rồi là của Phạm Hoàng chưa thành công. Nguyễn Kiệt bám chắn tốt. Nhưng bóng chắn tốt vừa rồi là của Hữu Hà. Ai đây? Đức Thành. Phạm Hoàng. Vâng, bóng cũng chưa thể dừng sân được. Tình huống kết thúc tốt của Nguyễn Kiệt rồi. Vâng, Nguyễn Kiệt dù sở hữu thân hình khá đồ sộ nhưng mà rất nhanh nhẹn các bạn ạ. Một pha kết thúc rất nhanh của Nguyễn Kiệt để giành số cho Hoành Bồ 3-2 rồi. Gọi là các thằng trai bên phía Hoành Bồ đã xin dừng hội ý 30 giây. Hết 30 giây hội ý, trọng tài yêu cầu hai đội trở lại sân để tiếp tục thi đấu các bạn. Pha xử lý của Lăng Khoa, bóng vẫn còn. Đức Thành chưa thành công. Vẫn chưa có điểm các bạn. Đức Thành vẫn bám chắn quá tốt của Hoành Bồ. Nguyễn Kiệt và phòng thủ tốt của Việt Quang. Vâng, lỗi chạm lưới của anh trai bên phía đội Hành Bồ rồi. Vâng, điểm cho anh trai đến từ FC Vẻ Ông Bí 3-0.
Nguyễn Kiệt, Chí Thành Công. Nguyễn Kiệt, và lập bóng quá tốt của Nguyễn Kiệt các bạn ơi. Những pha xử lý bóng của Nguyễn Kiệt mang đến tính hiệu quả rất cao bạn nhé. Vô điểm số được ghi bởi Nguyễn Kiệt cho Hoàng Bồ 4-3. Ngăn cản được Nguyễn Kiệt là điều rất khó các bạn ạ. Đăng Khoa, và phòng thủ tốt của Hoàng Bồ rồi. Rất đáng tiếc tình huống xử lý bóng lỗi của Phạm Hoàng. Vâng, điểm số tiếp theo cho anh trai đến từ Hoàng Bồ 5-3. Bóng ngoài sân các bạn. Vâng, vậy là một điểm số được ghi cho anh Bồ rồi. Một điểm số đang là 6-3 cho anh Bồ. Phạm Hoàng, và cứu bóng quá tốt của anh trai bên phía đội anh Bồ. Bóng như thế mà vẫn chưa dở thể dưỡng sân được. Lần này thì Đăng Khoa đã phá chắn thành công. Tình huống đập bóng phá chắn thành công của Đăng Khoa để mang điểm số cho vui vẻ 4-6. Một pha lập phá chắn uy lực của cầu thủ bên phía đội Hoành Bồ, điền cho Hoành Bồ. Các khán giả đang che mất bản số là tôi chưa nhìn rõ được các bạn ạ. Pha xử lý của Phạm Hoàng, cơ hội tổ chức phản công cho Hoành Bồ vẫn là Nguyễn Kiệt. Lần này thì Huy Hòa bóng chắn thành công. Vâng, 5-7 cho anh trai đến từ FC Vẻ Hồng Bí. Và phần bóng vừa rồi của Huy Hòa, bóng vẫn còn. Và xử lý của Phạm Hoàng. Vâng, tình huống quan sát và xử lý của cuối sân quá tốt của các trai bên phía đội Hoành Bồ. Vâng, điểm cho Hoành Bồ 8-5 rồi các bạn ạ. Đăng Khoa, bóng vẫn còn. Vâng, tình bóng đập bóng của Đức Thành đã không qua tay chắn bên phía Hoành Bồ. Vâng, 9-5 cho Hoành Bồ rồi. Khoảng cách là 4 điểm số. Cứ đánh thế này thì quá khó cho vui vẻ các bạn ạ. Và xử lý của Đăng Khoa. Và xử lý bóng quá tốt của chàng trai bên phía đội Hoành Bồ. Lại một điểm số được ghi cho Hoành Bồ 15. Vâng, khoảng cách đã là 5 điểm số rồi. Mà đánh trận đấu chỉ là chạm 15 thôi. 5 điểm số nữa thì các anh trai bên phía đội Hoành Bồ sẽ kết thúc trận đấu. Và 5 điểm số nữa là khoảng cách mà vui vẻ đang để cho các anh trai bên phía đội Hoành Bồ dẫn trước. Sau pha đập bóng vừa rồi thì bóng đã lăn vào gầm ô tô các bạn. Vẫn các cầu thủ vẫn chưa lấy được bóng. Trận đấu lại doãn đoạn đôi phút. Trời, bây giờ đã khá tối rồi. Bây giờ đã là 17:37. Mấy anh ơi, anh ơi, em nhờ chút. Rồi, một pha phải quan lân điểm trực tiếp của anh trai bên phía đội Hoành Bồ rồi. Vâng, vậy là 11-5 cho Hoành Bồ. Quá khó cho FC Vẻ.
Phạm Hoàng. Vâng, tình huống kia cũng tốt của Phạm Hoàng. Vâng, Phạm Hoàng đã mang biển số cho anh trai bên phía đội Vui Vẻ. 61. Và là bóng uy lực của Mai Khanh. Tình huống là bóng vừa rồi đã không qua lưới các bạn ạ. Điểm cho anh trai bên phía đội Vui Vẻ. 71. Khoảng cách giữa đội là 4 điểm số. Một tình huống phòng thủ tốt của Việt Quang. Đăng Khoa. Làm gì không? Và phá chắn thành công của chàng trai mang số 8 bên phía đội Hành Bồ rồi. Vậy là đã điểm cho Hành Bồ. Vâng, 12-7 các bạn. Đăng trai bên phía đội Hành Bồ còn chiến thắng với 3 điểm số rồi. Một pha phát bóng không thành công của Mạnh Toàn. Vâng, điểm cho đăng trai bên phía đội Vui Vẻ. 8-12. Nguyễn Kiệt. Đức Thành phá chắn thành công. Pha phá chắn thành công rồi. Tình huống đá bóng tốt của chàng trai Đức Thành bên phía đội Vui Vẻ. Vâng, 9-12 chàng trai bên phía đội Vui Vẻ. Tình huống phá chắn uy lực của Đức Thành đã thành công. Bước một tốt của Mạnh Toàn. Một hơi mạnh các bạn, bóng vẫn còn. Và xử lý vừa rồi là của Phạm Hoàng. Nguyễn Kiệt. Và bắn chốt, bắn chắn tốt của Việt Quang. Một tình huống kết thúc tốt nữa của Nguyễn Kiệt. Vâng, những pha xử lý bóng quá tốt của Nguyễn Kiệt các bạn ạ. Đỡ được phòng thủ được quả đập của Nguyễn Kiệt rất khó. Vâng, 13-9 cho Hoành Bồ rồi. Tình huống phá chắn thành công của Hữu Hà. Vâng, 10-13 cho anh trai bên phía đội Vui Vẻ. Vâng, cái khai dội là 3 điểm số rồi. Mình phá bóng của Hữu Hà. Và phòng thủ tốt. Vẫn là cơ hội cho các anh trai đến từ Hoành Bồ. Bóng chưa qua lưới. Bóng chặn lên ten rồi. Vâng, điểm cho anh trai đến từ FC Vẻ 11-13. Vâng, khoảng cách giữa đội là 2 điểm số mà thôi. Khoảng cách rút ngắn qua 2 điểm số nữa các bạn ạ. Vẫn còn cơ hội cho FC Vui Vẻ. FC Vui Vẻ cần chơi chắc chiêu hơn. Ai đây? Phạm Hoàng. Luật chắn rồi. Và kết thúc quá tốt của Nguyễn Kiệt. Và Nguyễn Kiệt vẫn thi đấu quan trọng các bạn ạ. 14-11 cho anh trai đến từ Hoành Bồ. Ở một điểm số thôi thì anh trai đến từ Hoành Bồ sẽ giành chiến thắng. Vâng, vậy là quyết định cuối cùng của trọng tài là bóng chưa chạm chắn bóng ngoài sân các bạn ạ. Vậy là kết thúc trận đấu thứ hai này, các trai bên phía đội Hoành Bồ đã vượt qua các trai đến từ FC Vui Vẻ với tỷ số là 15-11. Vậy là sau 2 set thì các trai đến từ Hoành Bồ đã giành chiến thắng trước Vui Vẻ tỷ số 2-0.